Xin chào tất cả mọi người, An An đã quay trở lại và nay An An sẽ feedback của một anh khách hàng. Anh này thì anh khách hàng này anh Hòa này ở Ninh Bình nha. Anh Hòa thì có lấy cao cho vợ dán bởi vì vợ anh là bị viêm tắc. Có được dán vào đầu ti không? Thì các bạn lưu ý khi mà dán cao chúng ta chỉ dán cái vùng sưng và đau cái cục cứng thôi, chúng ta không có chùm vào cái nhũ hoa đâu nha. Nhũ hoa để cho bé bú bình thường. Mình kéo xuống nhé. Vâng, cục cứng nắm, căng và đau nắm. Tức là tình trạng chị Nhà đang bị căng và đau rất là nhiều. Mình kéo xuống nhanh đi ha. Sau đó là sáng hôm sau á, tức là anh lấy tối hôm 17 thì sáng hôm sau anh nói là không ăn thua bạn ơi. Vẫn còn cứng nắm, sưng to mút mà ra sữa ít nắm. Tức là lúc này nó vẫn còn chỉ giảm đau thôi, chứ còn cục cứng thì vẫn còn cứng và to. Đây, mình kéo xuống nhanh đi ha, nhanh để feedback, để thấy feedback của bạn nha. Thì hôm nay anh em có nhắn tin hỏi lại anh nhá, thì anh có nói là khỏi rồi bạn à. Thì em cảm ơn anh Hòa đã tin tưởng và sử dụng cao dán tắc tia sữa An An. Và chúc gia đình anh chị có một sức khỏe thật là dồi dào. Và chúc tất cả các bạn khi đang bị viêm á, thì nhanh chóng hỏi nha. Và An An sẽ làm những feedback tiếp theo cho mọi người. Xin chào và hẹn gặp lại.